Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với clip của Cường Kê Thân. Và mình là Cường Kê Thân, mình là một chuyên gia đi săn đồ high end. Và ngay bây giờ thì mình sẽ lên một dòng sản phẩm rất phù hợp cho mùa hè, đặc biệt là dành cho tất cả mọi người. Đấy mới là điều quan trọng, trừ phụ nữ nhé. Đây sẽ là những chiếc quần ngố để phục vụ vào mùa hè năm nay. Và mùa hè năm nay được dự báo sẽ là một mùa hè rất nóng, rất rất nóng. Và đây sẽ là những sản phẩm để phục vụ tất cả các bạn. Ok, ngay bây giờ hãy vào với clip của Cường Kê Thân. Đầu tiên ấy, ở trên tay mình sẽ là một con quần của Adidas, một con quần ngố của Adidas. Nó sẽ mặc đến phần, nó là chất liệu là kiểu làm bằng vải, gọi là vải thoáng khí, climate ấy, kiểu vậy. Và đây là một cái quần thể thao với chất lượng cực kỳ tốt, khi mà nó có một phần cổ chun ở đây cộng với cả thêm một phần dây dành cho bác nào mà thích gọi là thắt vào khi mà bụng các bác bị nhỏ thì ok. Trên tay mình đang là một chiếc quần của Adidas. Điều đầu tiên ấy mà chúng ta có thể nói về chiếc quần này, đó là chiếc quần này nó sẽ được thêu một dòng chữ Adidas cực kỳ đẹp ở đây nhé, cái đường thêu này mọi người nhìn này. Tiếp theo là nó sẽ có một phần logo ở đây và có cái ba cái lỗ ở đây. Đây, những cái chi tiết nho nhỏ này. Đây, một cái mác ở đằng sau đuôi, túi, phần túi đằng sau ấy, rất là nhỏ ở đây. Phía đằng sau của chúng ta sẽ là có màu đỏ và nó có ba cái vạch ở đằng sau như thế này. Đây là tem. Đây là tem của Adidas. Ở phía mặt trong ấy, điều đặc biệt là ở phía mặt trong thì chúng ta có thể không mặc cái quần nào ở bên trong và chúng ta mặc cái quần này luôn cũng được, bởi vì phía bên trong nó là phần vải lưới như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một con tem bé bé ở đằng sau, một cái con tem to này nhé. Đây là một chiếc quần chính hãng và quần này thì mình nghĩ là sẽ phù hợp nếu mà mặc kiểu các bạn, nếu mà mặc theo kiểu gần đến đầu gối ấy. Gần đến đầu gối thì nó sẽ phù hợp với tất cả các bác nào mà cao từ 1m7 trở lên thì cái quần này nó sẽ hợp, nó sẽ hợp. Và cái quần này thì cái condition, tức là cái độ mới của nó là trên 90% nhé. Cái quần này mình sẽ để giá là 250 dành cho tất cả những bạn nào thích cái quần này. Bởi vì cái quần này tính về tính tiện dụng của nó ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp với tất cả những anh em, đặc biệt là những anh em vận động thể dục thể thao. Tiếp theo là chúng ta sẽ lên thêm một cái quần nữa. Đây là một cái quần sock với chất liệu cotton của nhà Adidas. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cái tem ở đây. Ok, cái quần này đơn giản thôi, nó là một cái quần basic. Và mình cũng đã từng mặc những chiếc quần như thế này rồi. Bây giờ hiện tại là mình vẫn đang còn để ở nhà khoảng 3-4 cái để mình mặc. Còn cái hàng bán này này, hàng bán này thì mình sẽ không bao giờ mình mặc nhé. Chúng ta sẽ có quần cotton với chất liệu cực kỳ là mát mẻ. Đây, các anh em có thể mặc, một là anh em sẽ mặc theo kiểu quần short cũng được, hai là mặc theo kiểu quần ngố cũng được. Nếu mà anh em mà thấp dưới 1m7 thì sẽ mặc thành quần short, còn nếu mà cao trên 1m7 thì nó sẽ là trở thành dưới 1m7 thì sẽ trở thành quần ngố, kiểu nó gần đến đầu gối. Còn nếu mà trên 1m7 thì nó sẽ trở thành quần short. Mặc nhà cũng được, bởi vì đây là một cái chất liệu co giãn cực kỳ là sướng của nhà Adidas. Con này sẽ để giá là 180.000. Tiếp tục là một chiếc quần không có thương hiệu gì cả. Thương hiệu của nó đây. Đó. Chúng ta sẽ đến với một chiếc quần mặc rất là thời trang như thế này. Cái quần này phù hợp với bạn nào cao trên 1m7. Giá của nó sẽ là 180.000 nhé. 180.000, khóa bằng kim loại. Khóa bằng kim loại và có hai cái phần khóa ở hai bên như thế này. Cái quần này cũng khá là hay. Bởi vì cái quần này nếu mà các bạn nào chơi bóng rổ ấy, các bạn nên mua. Còn khá là mới. Cái quần này thì mình thấy là một thời là mưa làm gió, rất nhiều người mặc. Tiếp tục là chúng ta sẽ lên một cái con quần mà nó còn nguyên cả tag luôn. Đây, nguyên cả tag, nguyên cả mác và có cả nguyên cả giá Yên Nhật ở đây. Đây là một chiếc quần đến từ nhà Adidas. Và nó cực kỳ là còn ngon. Con này gần như là mới 100%. Nó bằng với cả size của con quần xám kia nhé. Vẫn là ba vạch. Như bình thường. Đây, cái phần chỉ thêu mọi người nhìn này, nó làm rất là đẹp, và rất là nét. Vẫn có một dòng, mình tưởng là có dòng chữ, đây, nó có phần logo Adidas ở phần cuối này. Cái quần này giá của nó sẽ là 220.
À, bạn nào mà mặc theo kiểu quần short thì là cao trên 1m7, cứ cao trên 1m7 là mặc theo kiểu quần short. Còn nếu mà thấp dưới 1m7 ấy, thì sẽ mặc theo kiểu quần quần ngố, hơi ngố ngố tí. Tiếp theo là một chiếc quần chính hãng đến từ thương hiệu Asics, khá là đẹp nhá, khá là đẹp. Con quần này thì có màu đỏ đô. Đây, phần logo của nó là phần logo thêu này. Đây là một chiếc quần Asics nhá, form size cũng như vậy thôi. Quần ngố với quần short này thì mặc rất là dễ, kể cả các bạn có thể mặc quần ngố hoặc là mặc quần short cũng được. Các bạn mặc làm cái quần để thay cái quần short bình thường các bạn cũng được, bởi vì quần short chính hãng này mặc rất là sướng và rất là mát. Cái chất liệu này cũng là chất liệu thoáng khí luôn nhé, chất liệu thoáng khí luôn. Cái quần này là 190.000. Tiếp tục là một con Adidas nữa, giống hệt con vừa nãy, và giá nó cũng sẽ như vậy. Tiếp tục là chúng ta sẽ có một con quần Adidas, nhưng mà cái con này thì hình dáng của nó là khác nhé, hình dáng của nó là khác. Chúng ta sẽ có một cái logo Adidas được làm ở phía túi phải này. À, phần bên trái là có một dòng chữ Adidas chạy ngang, và nó cũng là một cái quần màu sáng theo kiểu bình thường thôi. À, form size vẫn là như vậy luôn. Con quần này là 190.000. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến với một con quần đến từ một thương hiệu mà mình nghĩ là các bạn chắc chắn là các bạn ở Việt Nam sẽ rất là biết cái thương hiệu này. Đây là thương hiệu Converse One Star nhé, một ngôi sao. Nó có một cái đường dọc chạy Converse được làm ở đây, một cái đường dọc chạy Converse được làm ở cả hai bên luôn. Đây, phía bên trong đây, đây là tem của Converse này. Mọi người nhìn này, tem dưới này. Mình sẽ xem con này made in gì nhé. À, con này là hàng của Nhật Bản anh em ạ, hàng của Nhật Bản. Con này còn khá là đẹp. Quần nó cũng giống chất liệu của Asics. Form size của nó cũng vậy. Cứ dưới 1m7 là thành quần ngố, mà trên 1m7 thì thành quần sock. Đó, màu xám xanh, 190.000 luôn. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến với một cái quần của Nike. Quần này thì chỉ mặc thành quần short được thôi. Nó là một cái quần short của Nike với đường dọc là in hình Nike như này, màu đen. Và logo Nike được in ở đằng trước này. À, tem đây, tem Nike đây. Ok, à, cái quần này khá là ngon. Tuy nhiên là cái màu đen của cái quần này nó hơi bị bạc màu tí, nhưng mà nếu mà mặc quần short kiểu như này thì sẽ rất là đẹp. Thậm chí là các bạn có thể mặc cái quần này thành quần thời trang, mặc quần ngố đi ra ngoài đường vẫn rất là đẹp nhé. Cái quần này giá của nó sẽ là 160. Tiếp tục chúng ta sẽ đến một chiếc quần đi biển cực kỳ là hay ho luôn. Chúng ta sẽ có một cái họa tiết ở đằng trước và đằng sau như thế này. Đây, họa tiết đằng trước đằng sau đến từ lại là đến từ Nhật Bản nhé. Đây là một chiếc quần đến từ Nhật Bản. Cái quần này là thương hiệu bia này, BEAR ấy. Đấy, chúng ta sẽ có thêm một cái tag nho nhỏ ở phía bên cạnh như thế này nữa, cực kỳ là hay ho luôn. Bạn nào mà thích kiểu ăn mặc cá tính ấy, hoặc là anh nào mà thích đi biển mặc những cái quần như thế này thì có thể liên hệ nhé. Cái quần này giá của nó sẽ là 220. Chất liệu của nó là chất liệu cotton mà nó còn khá là mới, khá là mới. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến với một chiếc quần Asics nữa. Đây là một chiếc quần Asics nhưng mà màu khác, form vẫn giống cái form kia và màu của nó là màu xám xanh. Nó có một cái đường dọc trắng vàng cam ở bên cạnh. Và chúng ta sẽ chỉ có một lớp duy nhất. Này mọi người nhìn tem Asics. Tem đẹp dã man luôn. Đó. Chiếc quần này thì sẽ có giá là 160.000 nhé, 160.000. Trước khi mà gửi đi thì nó sẽ được giặt là và ngâm xả thơm tho trước khi đến tay anh em. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến với một chiếc quần nữa. Đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu Onavi. Onavi thì mọi người có thể nhìn thấy những cái chiếc quần, à những chiếc áo sơ mi của thương hiệu này rồi. Mà những cái áo sơ mi đấy thì chất lượng cực kỳ tốt luôn. Đây, đây là một con size M của Onavi nhé. Tem cực kỳ đẹp, tem cực kỳ đẹp luôn. Đây, 2-3 tem kìa. Có một cái tem dưới, phía dưới như này này. Đấy, đây là một chiếc quần chính hãng. Sờ vào đồ chính hãng nó khác lắm anh em. Nhưng mà cái con này có một đặc điểm đấy là biết là có phải người ta cắt dây không, nhưng mà đây phần dây nó vẫn ở trong này, phần dây nó vẫn ở trong và không thấy nó chùi ra ngoài được nhỉ. Để mình thử kéo nó ra xem. Tức là cái con quần này này, đây này anh em nhìn nhá, nhìn kỹ nhá, nó có hai cái lỗ sổ dây này. Đây mình sờ ở bên trong có dây mà,
nhưng mà không hiểu tại sao, hình như là chắc là do kiểu kéo căng quá nên là nó tuột cả cái dây ra bên ngoài rồi. Thì cái quần này đáng nhẽ ra là nó sẽ phải có một cái phần xỏ dây ở đằng trước như thế này này. Còn nếu mà tí nữa mà mình không lôi được cái dây này ra ấy, thì mình sẽ thay nó bằng một cái dây khác. Cái này mà thay bằng dây tròn màu trắng thì cực kỳ đẹp luôn. Form size vẫn như vậy nhé. Cái quần này giá của nó cũng sẽ là 190.000. Tiếp tục, chúng ta sẽ có một chiếc quần đến từ thương hiệu Champion. Anh em nhìn một quần chất á. Đấy là quả quần hôm trước mình đi săn đấy. Đấy, quả quần này là anh em nào cao trên 1m8 nhé thì nên mua để trở thành quần ngố. Còn anh em nào có thể mặc theo kiểu rộng rãi này để đi đấm boxing cũng được. Đây là một chiếc quần rất đẹp luôn, với những cái họa tiết rất là hay ho như thế này. Logo này, tem ở đây là tem phía bên dưới nhé. Đây là tem của Champion này. Đấy, anh em nhìn hay không? Con này giống hệt mấy cái ông đi boxing, đấm boxing là mặc. Con quần này sẽ có giá là 200k cho một con quần ngố chính hãng. Tiếp tục là chúng ta sẽ đến với một con quần ngố đến từ thương hiệu Nike. Đến từ thương hiệu Nike và form size của nó cũng vẫn sẽ như vậy thôi. Nó sẽ có một cái logo màu đen ở dưới này. Chúng ta sẽ có một cái tem Nike như thế này. Đây là cái tem của nó, tem cực kỳ dày đấy nhá. Đây là cái tem Nike của nó. Đây. Đó, một cái quần ngố của Nike giá 190.000, màu basic cơ bản. Cái quần này thì không nói nhá, bởi vì đây là cái quần bóng rổ mà nó của thương hiệu Peck ấy, mà nó đây của thương hiệu Peck này. Và chúng ta nếu mà đã từng xem cái clip mà mình làm về áo phông bóng rổ ấy, thì con này là một cái con quần bóng rổ và cùng bộ với cả một cái áo cũng của thương hiệu Peck. Tiếp tục, chúng ta sẽ lên một con quần của Adidas, một con quần cực kỳ ngon của Adidas luôn. Đây, tem trước tem sau ấy. Lại là hàng của Nhật Bản. Con này thì form size khá là bé, con này form size chắc là giống kiểu con Nike, giống kiểu con Nike màu đen. Đây, logo Adidas được thêu ở đằng trước này nhé. Đây là phía mặt sau. Đây, chúng ta sẽ có một dòng chữ Climate. Đúng rồi, Climate. Đây, kiểu như này. Chất liệu này là chất liệu thoáng khí cực kỳ ngon luôn. Và đằng sau nó còn thêu một vài cái chữ của Nhật Bản. Chắc là đây là cái quần của học sinh Nhật Bản rồi. Đó, chúng ta sẽ có một cái dọc ba mạch ở đây. Và chất lượng của quần Adidas thì từ trước đến giờ mình đều đánh giá rất cao về cái tính mát mẻ, tiện dụng của nó. Con quần này giá nó khá là cao hơn so với đống quần còn lại, bởi vì là cái màu mè với cái condition cứ gọi là cái độ mới của nó còn rất là cao. Tiếp tục, chúng ta sẽ có một cái chiếc quần màu xanh, đây là màu xanh lá mạ, đến từ thương hiệu, đây mình sẽ cho anh em xem, đây là toàn bộ phần tem của nó này. Cái thương hiệu này mình chưa biết đọc tên như thế nào, nhưng mà đây là toàn bộ tem của nó này. Phía đằng sau của nó cũng có cái logo của thương hiệu này luôn. Đây, mình chút mình đọc Support System. Đây, Functional Support System. Đây là một thương hiệu mà mình không biết, nhưng mà chiếc quần này mình cảm giác là nó rất giống với chất liệu của ASICS, thế nên là mình lấy về. Con này là 180 nhé, 180. Form size cũng như vậy luôn. Ten. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với một chiếc quần cực kỳ ngon đến từ thương hiệu NBA. NBA này, tem của NBA đây nhé. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy này, ngay phía đằng sau của chúng ta là hình ảnh NBA, logo NBA đằng sau này. Và con này ấy là cái con sinh ra để dành cho tất cả những bạn nào ăn mặc theo kiểu bóng rổ ấy. Đây, bởi vì nó có một cái logo được thêu ở đây. Con này thì thời điểm hiện tại là mình sẽ để giá là 180.000 nhé. Còn nếu mà giả sử như kiểu mình giặt xong rồi mình là xong ấy, thì giá của nó sẽ là 200. Tính công giặt là 20. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một chiếc quần NBA nữa. Cái quần này đẹp hơn. Quần này là 250 nhé, 250.000. Form size vẫn như vậy. Đây, tem của NBA đây. Tem trong, tem ngoài. Và chúng ta có một cái tem ở phần giữa này nữa. Cái này không biết là có bóc ra được không. Mình cũng không biết là cái này để làm gì. Đây, chúng ta có một cái phần bóc ra được như thế này. Thôi mình cứ dán lại vào cái tem. Nó có nhà để nguyên như thế. Đây, chúng ta sẽ có một chiếc quần NBA màu dàn di nhé. Màu dàn di. Ở đây chúng ta sẽ có thương hiệu NBA này.
đó. Mấy quần còn cực kỳ ngon luôn, không bị lỗi, không bị sứt chỉ, bị làm sao cả. Một dàn gì hôm size cũng như vậy, giá của nó sẽ là 210.000 nhé cho quần đấy. Tiếp tục là chúng ta sẽ có một chiếc quần Nike mặc rất là basic như thế này. Đây chiếc quần Nike. Đây chúng ta sẽ có một cái đường dọc xanh dương như này dành cho các bạn thích vận động. Sẽ có người nói rằng là cái quần này xấu, nhưng mà cũng sẽ có những người nói rằng cái quần này đẹp. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và nhu cầu thôi, bởi vì là cái nghề của mình ấy là cái nghề làm dâu trăm họ, thế nên là mình biết rằng là cái sản phẩm này nó có thể hợp mắt với người này nhưng mà lại không hợp mắt với người khác. Chất liệu của cái này là chất liệu dry fit và cũng là một chất liệu cực kỳ thoáng khí luôn, cực kỳ ngon. Giá của con này rẻ hơn một chút bởi vì là cái condition, cái chất lượng của nó thì chỉ còn khoảng mình nghĩ là khoảng 90% thôi. Tiếp tục, và đây là cái con quần cuối cùng, một con quần với chất liệu vải kaki thô. Đây là một chiếc quần đến từ thương hiệu The North Face. Vâng, chiếc quần này nếu như không ai đặt thì mình sẽ để mặc, bởi vì đây là một chiếc quần cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Chun nhá, vải kaki mát, chất lượng cực kỳ tốt và màu của nó cũng khá là dễ để phối đồ. Một chiếc quần mà có thể vừa là quần shop vừa là quần ngủ và mặc ra ngoài đường vẫn rất là đẹp. Chiếc quần này giá của nó sẽ là 220.000. Ok, vậy là bây giờ mình đã làm xong và lên xong cái clip về quần ngủ. Nếu anh em đặt hàng thì anh em nhớ add Zalo của mình ở phía bên dưới, hoặc có thể liên hệ với Facebook Cường Kiên Thân hoặc fanpage Áo Hai Hèn. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Nhớ subscribe và ấn vào quả chuông để liên tục cập nhật những sản phẩm Hai Hèn tiếp theo mà mình săn được nhé. Cảm ơn mọi người.